shop76.com, shop game gặp dòng online uy tín chất lượng anh em ơi. Ok, hello. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Gen TV đây. Ok, thì ở đầu video mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha. Ok, trước khi vào xem video của mình thì anh em nhớ like video này và đăng ký bấm chuông kênh nhá. Và anh em nhớ để lại một comment nữa nha. Ok mọi. Thì clip hôm nay mình sẽ đi Út Lục Sa mà. Đó thì hôm nay mình sẽ đi Út Lục Sa nhưng mà Út theo kiểu mới mà Út theo kiểu là lưỡng long nhất thể nhá. Đó kiểu Út theo kiểu hợp thể đen dưới Út nhá. Đó đây mình sẽ úp theo kiểu là hợp thể đệ tử vào để úp được sao nhá. Đây mở đó thì à, đây đây ơi đó thì mình chuẩn bị mình mỗi là 29k sức mạnh này, đó có đệ tử nhá. Đấy, một con đệ hành tinh trái đất đấy, hành tinh trái đất nhá, giá 200 này, sức đánh của nó là 32, chung là sức đánh 32 là chí mạng có một, giá 200 mà giá khá trâu chó đấy. Đó thì mình sẽ úp tử mình sẽ hợp thể với mọi người. Đây là Lambeck mọi người, một là Lambeck nha. Thì giờ mình sẽ gọi là đi và đi úp đồ sao cho em xem nhá. Họ bây giờ thì mình chưa úp đồ sao thì mình đi về mua đồ lắm mày. Mua mình một ít trang bị úp nhanh nhá. Nên không gặp để mua bùa bạn nên hơi lâu nên mình sẽ gọi là về mua quần áo để úp nhanh. À, mình sẽ về nhà mình sẽ ôi. Mình sẽ về nhà mua ít đồ rồi mình sẽ qua rừng đấm úp nha em ơi, qua rừng đấm mình sẽ trả đất để úp nha. Một con tim tay vơ làm đau lắm, đau một người. Ok, mình sẽ lên sẽ về Lambeck để Lambeck này quên. Oh no. Ok, mình sẽ đến thị trấn Mori. Đó, vừa xong mình dùng Axiza vào lỗ cho hoặc là nhặt vàng mà để gọi là lấy tiền mua đồ ấy, chứ không có vàng để mua đồ luôn, khổ như con nó ấy. Nổ lắm chứ nị. Đây, mình sẽ về nhà. Bay như một tên lửa này. Ô, sao nó cứ bị đổi khu ta? Đây mình sẽ anh đen đe mua mình cái áo và cái gọi là cái găng đi. Đây mình mua cho mình cái áo Piccolo này, cho cả cái găng, cả cái giày nữa. Áo này. Quăng này, quăng sợi gai. Mua luôn phụ kiện giày đâu. Ờ, không một cái giày nữa mà để cho hồi kia mình úp treo lâu mà không mất công vào ăn đậu hết hơi lắm. Ok, xài vô. Xài vô. Bán mấy đồ đi, bán này cho một quần này, quần cho một set cho đẹp trai, một set tím tím. Ok, một set thay là một cái quần tím nữa rồi đấy, giới tính mình là màu tím à. Giới tính thứ ba màu tím ạ. À, đồ rồi đó, mình mua đủ đủ mình đủ mua mình một cái áo len Piccolo này, với cả một quần vải thô Piccolo, một cái găng sợi gai và một cái giày nhựa Piccolo này mọi người. Ok thì bây giờ mình gọi là sẽ đi úp em ơi, mình sẽ là về nhà là thu hoạch đậu thứ đã, ăn đùi gà này này. Ok này. Ok thì mình sẽ gọi là ô sao không ra bác nhỉ? Không ra phát tắt game rồi. Không ra làng này ơi. Hư cấu à. Ok đây mình sẽ vào đây mình vô lại game nhá. Mẹ nó. Đau thật sự mà không vào được à, không ra làng. Vội cái này mời. Đó thì mình sẽ qua sừng đấm bên trái đất úp nha, mình sẽ úp được cho kiểu là lưỡng long nhất thể, hay gọi cách khác là hợp thể mời. Trong 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 phim ấy thì người ta gọi là lưỡng long nhất thể, kiểu hợp thể với mà hợp thể với nhau, hợp thể với nhau nhá. Bạn xem phim Cổng Rồng Online thì xem phim Cổng Rồng bị quên, xem phim Cổng Rồng Online, bạn nào mà xem phim Cổng Rồng ấy thì thấy cái lưỡng long nhất thể nhá, bạn nào xem thì mình sẽ biết. Đây mình sẽ qua để úp này mời. Đấm tím này mình sẽ qua trái đất úp nha, qua trái đất em ơi, mình úp mình sẽ trao xong đang qua trái đất má đứng đấy đấy, sầu đời thế nhỉ. Ok mình đến trái đất này, một người con tim tan vỡ vì yêu đắm say một người. Ok mình sẽ qua này em ơi. Ủa, cứ đổi khu nhỉ? What the fuck? Game này nó kiểu fake check IP à?
Đây mình sẽ hợp thể M10. Để tử lại. Lưu động nhất thể hợp thể M10. Ta chả sở để cho em M10. À đây này. Một bạn này. À đây hai bạn này. Đó, mình sẽ treo mình sẽ ID mình chơi bản mod game mode solo nhá. Bạn nào kiểu muốn muốn đồ sao dễ dàng hơn thì anh em tải về nhá, tải bản mod game mode solo về nhá. Cho mình CD mình CD này chỉnh cho mình là HP thử là 10 lại đó. Chính là xin đồ sao đó, xin đồ 3S đi. Ok, chỉ thành quái thường là ok rồi, là búp theo chỉ số là ok này em ơi. Đó chat test em ơi, chat test lại test này ATC này em ơi, ATC ok chưa, ngon liền. Mình treo ok, mình treo mình xong mình sau đó mình sẽ cho thành quả sau khoảng một lúc mình úp và bằng úp được sau bằng kiểu là lúc nào có thể nhá. Ok em ơi, sau một khoảng thời gian mình úp đồ sao bằng cái gì nhỉ? Sau một khoảng thời gian mình úp đồ sao bằng cái chiêu lương long nhất thể nha em ơi, cái hợp thể đệ và mình úp đồ sao ấy thì mình sẽ cho thành quả mình úp nha em ơi. Đây, đây này em ơi. Ôi sao con rơi ở khu này, được khu nha. Khu nào ít người đi. Đó, sau một khoảng thời gian mình úp đệ bằng ở đâu? Sau một khoảng thời gian mình úp đồ sao bằng kiểu là lương long nhất thể nha, hay là gọi khác là hợp thể mà đó thì mình sẽ cho em xem thành quả mình úp nha em ơi. Đây là em ơi, đó đây nha em ơi, thành quả thì nó gọi là khá là buồn cười và bất ngờ các bạn. Đây cho em xem thành quả nhá, đang còn sao không? Ui không có sao này, không có sao. Ui em ơi, được một người sợ lên một sao là mình đen quá, là tao đầu một sao này, một sao này có sao không, có sao không, có sao không, có sao không, sao sao. À được một cái một sao đấy mà. What the fuck thật. Sao? 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 U em ơi. Đó thì xong khoảng thời gian mình úp vào đầu sao em ơi. Thì mình đã được một cái giày một sao em ơi. Đó xong khoảng thời gian mình úp đầu sao theo kiểu là lưỡng long như thế nha. Thì mình có được một là giày slam một sao này. Đó, giày slam một sao. Với cả được một cái slam một sao đấy mà, nó chứ mà khá đen nhá. Kể là ra dưới đồ 2 3 sao thì ngon, bạn tạo ra đồ một sao thôi. Kiểu do cái arc đen nhá, kiểu khi khi các bạn úp đồ sao ấy thì nó dựa vào đồ đen ạ, dựa vào đồ đen nhá. Đó thì mình úp đồ sao theo cách đó một cách úp đồ sao bằng cách lưỡng long như thế bạn, thì thành quả mình úp được hai món đồ sao đó chính là một cái giày màu sao và cả một cái áo màu sao bạn, khá đen đủ nhá. Ok mời thì clip mình dừng lại đây nhá. Thì em thấy hay hay quý mình nên lại một like này, một đăng ký này, một chuông này em ơi và một comment nha. Thì bye bye tất cả anh em nha. Bye bye.